Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chính sau đây. Ông Zelensky nói xung đột Nga-Ukraine sắp kết thúc. Ukraine tấn công mục tiêu nào ở Nga nếu phương Tây xé rào vũ khí tầm xa? Ukraine khẳng định cuộc tấn công ở Kursk không nhắm vào dân thường Nga. Ông Zelensky nói về thời điểm thành công của chiến dịch Kursk. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trong cuộc phỏng vấn với ABC News, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây cho biết Tôi nghĩ rằng chúng ta đang tiến gần hơn đến với hòa bình, chúng ta đang gần hơn với sự kết thúc của xung đột trong cuộc phỏng vấn ông volodymyr zelensky thúc giục washington và các đối tác khác tiếp tục hỗ trợ ukraine theo ông zelensky chỉ khi ở vị thế mạnh mẽ ukraine mới có thể thúc đẩy tổng thống nga vladimir putin chấm dứt xung đột tổng thống zelensky nói rằng tổng thống putin lo sợ chiến dịch kursk ông ấy rất sợ tại sao bởi vì người dân của ông ấy thấy rằng ông ấy không thể bảo vệ toàn bộ lãnh thổ của mình ông Zelensky đã hối thúc Tổng thống Biden cho phép Ukraine tiến hành những cuộc tập kích tầm xa bên trong lãnh thổ nước Nga bằng vũ khí do Mỹ cung cấp, từ đó tạo ra bước ngoặt trong lịch sử trước khi ông Biden kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống. Theo ông Zelensky, bản kế hoạch của ông có một danh sách các bước đi cụ thể và cần thiết mà Ukraine cần các đối tác của mình hoàn thành vào cuối tháng 12 tới. Ông cho biết các nét lớn trong bản kế hoạch này bao gồm củng cố năng lực vũ khí của Ukraine – vị thế của Ukraine trong cấu trúc an ninh toàn cầu và hợp tác kinh tế. Tổng thống Zelensky khẳng định kế hoạch này là cầu nối tới bất cứ giai đoạn nào của nỗ lực chấm dứt chiến tranh. Đây là cầu nối củng cố Ukraine về chính trị, về vũ khí và về tương lai của Ukraine sau chiến tranh. Trong khi đó, Tổng thống Putin nói rằng các cuộc đàm phán hòa bình chỉ có thể bắt đầu nếu Kiev từ bỏ các vùng phía đông và phía nam Ukraine cho Nga và từ bỏ tham vọng gia nhập NATO. Ông Zelensky nhiều lần kêu gọi rút toàn bộ quân đội Nga và khôi phục biên giới hậu Xô Viết của Ukraine. Tuy nhiên, theo Kiev Post, ngày 22 tháng 9, ông Umerov cho biết các đồng minh phương Tây của Ukraine đã cam kết chuyển giao máy bay chiến đấu đa năng Mirage của Pháp và Gripen của Thụy Điển cho nước này để tăng cường khả năng phòng không. Tuyên bố này được đưa ra khi ông Umerov trả lời phỏng vấn trên truyền hình và được hỏi về tình hình máy bay F-16 do Mỹ sản xuất được chuyển giao cho Ukraine. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine cũng nói rằng một số chiếc F-16 đang hoạt động tại nước này. Ngoài ra, vẫn còn một số chiếc F-16 đã được cam kết cũng như hai loại máy bay của Pháp và Thụy Điển nói trên. Cuộc thảo luận này cũng bao gồm các cuộc tham vấn liên quan đến Eurofighter Typhoon, một trong những máy bay phản lực tiên tiến nhất được các quốc gia châu Âu sử dụng. Tuy vậy, có khả năng các cuộc thảo luận vẫn đang ở giai đoạn đầu dựa trên cách dùng từ của ông Umerov, Bộ Quốc phòng Ukraine cũng đã cập nhật cho các đồng minh về nhu cầu và khả năng trên không của mình. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden hiện đang xem xét liệu có nên cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp để tấn công các mục tiêu quân sự nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga hay không. Vấn đề có thể được thảo luận khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thăm Mỹ và ông dự kiến có cuộc gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng hai ứng cử viên Tổng thống bên lề cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, các chuyên gia cho biết những cuộc tranh cãi về chủ đề này có khả năng làm thay đổi vai trò của các loại tên lửa như Storm Shadow, Scarp do Pháp và Anh phối hợp sản xuất, hay hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân do Mỹ sản xuất, ATACMS trong cuộc xung đột tại Ukraine. Gần một năm trước, cũng trong cuộc gặp Tổng thống Zelensky tại Mỹ, ông Biden đã đưa ra quyết định cung cấp tên lửa ATACMS cho Ukraine. Thời gian gần đây, Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái để tấn công và phá hủy một kho vũ khí ở Toropets nằm sâu gần 500 km bên trong lãnh thổ Nga. Kho vũ khí này chứa bom lượn, tên lửa, đạn pháo và hệ thống phóng do Nga sản xuất. Nga đã sử dụng bom lượn này một cách hiệu quả để nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine, chẳng hạn như các nhà máy điện. Theo giới phân tích, Ukraine có thể đã thực hiện cuộc tấn công này với 3 mục đích. Loại bỏ kho vũ khí mà Nga sử dụng để nhắm vào các thành phố của Ukraine, chứng minh rằng có những mục tiêu quan trọng cần tấn công và cuối cùng là cho các nước phương Tây thấy rằng các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Nga sẽ không nhất thiết gây ra sự gia tăng căng thẳng với Điện Kremlin. Nếu Ukraina sở hữu những tên lửa phương Tây chính xác hơn, có tính sát thương cao hơn, có nhiều kho vũ khí hơn thì sân bay và căn cứ quân sự của Nga có thể bị tấn công. Điều này sẽ buộc tổng thống Nga Vladimir Putin phải đưa kho vũ khí ra xa biên giới Ukraina. Hiện giờ có những vấn đề mà tổng thống Biden cần cân nhắc. Thứ nhất, Ukraine cần được NATO đào tạo và hỗ trợ. Thứ hai, Mỹ cũng cần đưa ra các quy tắc nghiêm ngặt để đảm bảo Ukraine chỉ sử dụng loại vũ khí này tấn công các mục tiêu quân sự chứ không phải cơ sở hạ tầng dân sự. Nhưng rủi ro trong cuộc xung đột này rất cao. Vì thế, Washington phải tìm cách đảm bảo các nguyên tắc trong đó tính đến tương lai của châu Âu và uy tín của Mỹ. Đã có nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến việc có hay không cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa của phương Tây tấn công lãnh thổ Nga. Ông George Barros nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK cho rằng các cuộc thảo luận về việc cấp phép này buộc Nga phải di chuyển máy bay xa hơn khỏi biên giới thì đó là điều có lợi cho Ukraine vì sẽ làm giảm số nhiệm vụ ném bom mà máy bay Nga thực hiện và giúp Ukraine có thời gian phát hiện cũng như phản ứng kịp thời đối với các cuộc tấn công. Nghiên cứu của ông Baros đã xác định được ít nhất 200 mục tiêu tiềm năng nằm trong tầm bắn của atac từ các trung đoàn quân đội đến các kho nhiên liệu, kho vũ khí và thậm chí cả trụ sở của quân khu phía Nam của Nga tại Rostov. Tất cả đều khó di chuyển hơn nhiều so với máy bay. Nhiều chuyên gia cho rằng tên lửa tầm xa mà phương Tây cung cấp có thể hỗ trợ cho các hoạt động trên bộ và máy bay không người lái của Ukraine. Atak MS có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho các hệ thống và radar phòng không của Nga, giúp máy bay không người lái tầm xa của Ukraine có cơ hội để xâm nhập sâu hơn vào Nga. Nhà phân tích Baros lưu ý, việc tấn công các hệ thống phòng không của Nga ở khu vực biên giới cũng có thể tăng cường cơ hội cho Ukraine giành lại lãnh thổ. Còn theo ông Matthew Savin, Giám đốc về khoa học quân sự tại cơ sở nghiên cứu quốc phòng Russia có trụ sở tại London, Anh, nhận định về mặt lý thuyết, Ukraine có thể gia tăng tầm bắn của tên lửa bằng cách phóng từ các vị trí mà nước này chiếm được ở tỉnh Kursk của Nga. Tuy nhiên, kịch bản này có thể khiến máy bay ném bom và bệ phóng tên lửa của Ukraine rơi vào tầm ngắm của hệ thống phòng không Nga. Bộ Ngoại giao Ukraine vừa tuyên bố Kiev tuân thủ luật pháp quốc tế, luật nhân đạo và không nhắm vào dân thường trong cuộc tấn công sang tỉnh Kurs của Nga. Nga cho biết ít nhất 56 thường dân thiệt mạng và 266 người bị thương trong cuộc tấn công của lực lượng Ukraine vào Kurs. Phía Ukraine cho rằng con số đó không thể nào kiểm chứng được nếu Nga không cho phép Liên Hợp Quốc và Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế thị sát khu vực này. Bên cạnh đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky Trả lời phỏng vấn tạp chí The New Yorker của Mỹ thừa nhận rằng chiến dịch tấn công Kursk không thể gọi là thành công vang dội, không thể giúp kết thúc xung đột. Trước đó, vào ngày 6 tháng 8, lực lượng Ukraine đã phát động một cuộc tấn công vào vùng Kursk của Nga. Ukraine tuyên bố đã kiểm soát hơn 100 khu định cư. Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi động thái này là hành động thách thức quy mô lớn nhằm vào dân thường và tuyên bố sẽ có phản ứng thích đáng. Lực lượng Nga đã phát động một cuộc phản công. 3 ngày sau đó, Ủy ban chống khủng bố quốc gia của Nga đã áp dụng các biện pháp an ninh tại Kursk cũng như tại các tỉnh Bryansk và Belgorod để đảm bảo an toàn cho dân thường và ngăn chặn các cuộc tấn công của Ukraine. Các biện pháp này bao gồm di rời người dân đến các khu vực an toàn, đình chỉ hoạt động sản xuất liên quan đến vật liệu nguy hiểm. Bộ Quốc phòng Nga ngày 15 tháng 8 đã thành lập một hội đồng điều phối để bảo vệ an ninh ở ba tỉnh biên giới với Ukraine. Ngày 18 tháng 8, hãng thông tấn Ukrinform của Ukraine dẫn lời tổng thống của nước này, ông Volodymyr Zelensky cho biết, kế hoạch quân sự mà Ukraine tiến hành ở tỉnh biên giới Kursk của Nga là nhằm thiết lập một vùng đệm bảo vệ lãnh thổ của Ukraine. Nhà lãnh đạo Ukraine đưa ra thông điệp trên trong đoạn video đăng tải trên mạng xã hội Facebook, trong đó lưu ý mục tiêu thiết lập vùng đệm đã đạt được những kết quả tốt và cần thiết. Đó là lần đầu tiên Tổng thống Ukraine nêu rõ mục đích của chiến dịch được triển khai vào ngày 6 tháng 8 vừa qua. Mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc tấn công Kursk đã đạt được một số thành công, chủ yếu là chuyển hướng quân đội Nga khỏi các khu vực khác trên tiền tuyến. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu chiến dịch này có thành công hay không, nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng còn quá sớm để đánh giá. Ông Zelensky nói, những gì đang diễn ra tại Kursk đã chứng minh cho các đồng minh thấy Ukraine có thể tiến xa tới đâu. Khi cuộc xung đột Nga-Ukraine đang bước sang năm thứ ba, câu hỏi về thời điểm và cách thức kết thúc cuộc xung đột vẫn chưa có đáp án rõ ràng. Điện Kremlin vẫn đang nỗ lực củng cố thành quả quân sự trên tiền tuyến nhằm giành thêm lợi thế trên bàn đàm phán với Ukraine. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, Nga mới chỉ kiểm soát được khoảng 18% lãnh thổ của Ukraine và phần lớn trong số đó là vào năm 2014. Chưa có dấu hiệu nào cho thấy quân đội Ukraine sẽ rút lui. Tổng thống Ukraine mạnh mẽ tuyên bố sẽ không chấp nhận nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy hòa bình theo đề xuất mà cựu tổng thống Donald Trump từng đưa ra. Dù không trực tiếp tham chiến cùng Ukraine trên tiền tuyến, Mỹ và phương Tây vẫn tiếp tục rót viện trợ cho quân đội Kiev nhằm ngăn cản những bước tiến rồn rập của Ukraine. Nguồn vốn hỗ trợ có thể được tăng lên nếu cần thiết, đặc biệt sau khi EU đồng ý thông qua khoản vay 39 tỷ đô la Mỹ dành cho Kiev rút từ khoản lãi trong số tiền bị phong tỏa của Nga tại các ngân hàng châu Âu. Hơn nữa, sản lượng đạn dược của châu Âu đang mở rộng với dự đoán sản lượng sẽ đạt 2 triệu viên đạn pháo vào năm tới. Trong khi đó, theo Kiev Independent, Nga dường như đang phải vật lộn để tăng sản lượng. Quân đội Nga liên tục thất bại trong việc thực hiện bất kỳ hoạt động tấn công quy mô lớn nào thành công kể từ những tuần đầu tiên của cuộc xung đột. Dù đặt Kharkov vào tầm ngắm trong hè này, nhưng khi mùa đông đã cận kề, Kharkov vẫn chưa đạt được mục tiêu. Nga hiện chỉ giành được một số lợi thế nhỏ bên ngoài các khu vực chiến lược. Đổi lại, quân đội Ukraine cũng gặp nhiều khó khăn. Kiev đã thành công đẩy lùi Nga ra khỏi khu vực xung quanh Kherson và Kharkov vào năm 2022. Nhưng sau đó, cuộc phản công một năm sau đó đã thất bại. Tuy nhiên, cuộc tấn công bất ngờ vào Kursk của Nga vào tháng trước đã chứng minh được những khả năng mới của Kiev, cũng như một lời nhắc nhở dành cho thế giới rằng Ukraine không dễ dàng đầu hàng. Gần đây, lữ đoàn tấn công đường không Policia số 95 của Ukraine cho biết họ đã đột phá qua một khu vực khác ở biên giới Nga. Địa điểm và thời gian chính xác của cuộc tấn công không được tiết lộ, nhưng lữ đoàn cho biết đây là chiến dịch vượt thứ hai kể từ khi bắt đầu chiến dịch ở tỉnh Kursk của Nga. Tuy nhiên, theo tình hình hiện tại, quân đội Ukraine dường như có rất ít cơ hội giành lại lãnh thổ mà Nga đã kiểm soát. Kiev có thể lặp lại thành công của chiến dịch Kursk ở đâu đó dọc theo tiền tuyến, song việc đạt được kết quả bền vững sẽ là một thách thức. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các máy bay chiến đấu của nước này đã tấn công điểm triển khai lực lượng Ukraine ở 19 khu định cư của tỉnh Kursk, Nga và 13 khu định cư của tỉnh Sumy, Ukraine. Chỉ trong 24 giờ, Ukraine đã mất nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Thứ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine Mykola Kulisnik cũng cho biết kể từ tháng 10 năm 2022, Nga đã thực hiện nhiều cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Kiev sẽ phải đối mặt với một thời kỳ khó khăn trong mùa đông sắp tới, khi thiếu hụt nguồn cùng điện năng cũng như khả năng tiếp tục duy trì chiến sự với Nga trên tiền tuyến. Căng thẳng giữa Nga và Ukraine lên tới mức cao bắt đầu từ tháng 2 năm 2014 khi Nga sắp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine. Cho tới nay, Ukraine vẫn chưa đủ sức để lấy lại Crimea bằng vũ lực. Nhưng mặt khác, Nga cũng không còn khả năng bảo vệ bán đảo này một cách hoàn hảo như trước năm 2022. Từ khi Ukraine gia tăng hoạt động tấn công Crimea chủ yếu bằng UAV và USV, phía Nga không còn phát huy tốt vai trò bàn đạp của bán đảo này đối với các hoạt động quân sự của mình ở tiên tuyến. Viên tướng Mỹ Ben Hodges nói với tờ Al Jazeera rằng Ukraine có khả năng sẽ mở một chiến dịch lớn mới nhằm giành lại Crimea trong năm 2024 này. Trong hai năm qua, Ukraine đã tìm cách vô hiệu hóa lợi thế trên của Nga. Các thiết bị không người lái drone của Ukraine cả trên không và trên biển kết hợp với tên lửa của nước này đã liên tục tập kích thành phố Sevastopol thuộc Crimea và năm sân bay chính trên bán đảo này buộc hạm đội biển đen của Nga phải rơi bỏ căn cứ còn không quân Nga phải đưa máy bay tiêm kích của mình về đất liền. Nga đã triển khai ồ ạt các hệ thống phòng không và bán đảo Crimea để đối phó nhưng hỏa lực của Ukraine được cho là đã phá hủy đáng kể các hệ thống này. Các nỗ lực trên của quân đội Ukraine đã làm giảm đáng kể giá trị quân sự của bán đảo Crimea. Giờ đây, Ukraine chủ yếu chĩa mũi nhọn vào eo biển Kerch, nơi đã trở thành ít hầu dễ bị tổn thương của Nga. Cầu Kerch trở nên mong manh khi bắc qua eo biển trên một không gian rộng lớn, cây cầu này đã bị đứt một phần vào tháng 10 năm 2022 khi một chiếc xe tải chở bom của Ukraine phát nổ trên đó. Nga gần đây đã phải đánh đắm các tàu thuyền lại gần hai bên khúc chính của cầu Kerch nhằm bảo vệ trụ cầu trước các USV của Ukraine. Tướng Hutchins tin rằng Ukraine đang tiến đến giai đoạn cuối của đòn đánh gục hẳn cây cầu này. Viên tướng Mỹ Ben Hutchins nói, người Nga hiểu rõ tình thế dễ bị tấn công của cây cầu này nên họ dành nhiều công sức để xây dựng mạng lưới phòng không dày đặc cho khu vực cầu. Đồng thời họ đánh đắm mọi thuyền bè dọc hai bên thành cầu để ngăn ngừa các hệ thống không người lái tiếp cận cầu. Do đó, vị tướng Mỹ này nhận định Ukraine khó lòng phá sập cầu bằng hai hay ba quả tên lửa Storm Shadow do Anh sản xuất với tầm bắn 250 km hoặc ATACMS MS do Mỹ sản xuất với tầm bắn 300 km hay những thứ tương tự. Ukraine hiện sở hữu cả tên lửa Storm Shadow lẫn ATACMS. MS. Ông Hodges nhận định Ukraine sẽ phải cần lượng lớn thuốc nổ mới đạt được mục tiêu đánh sập cầu Kerch ở Crimea. Do đó phải xây dựng một kế hoạch tác chiến phức hợp gồm nhiều pha và nhiều khía cạnh, đòi hỏi sự hỗ trợ của Mỹ. Tuy nhiên, đại tá Andrew Grims, chỉ huy đặc nhiệm một trong những sĩ quan Mỹ đầu tiên tới Ukraine sau khi Nga sắp nhập Crimea vào năm 2014, thì cho rằng Ukraine có thể cần giữ lại cầu Kerch một thời gian để người Nga có đường di tản. Đại tá Grims đánh giá rằng thời điểm Ukraine đánh cầu Kerch sẽ tùy thuộc vào việc Kiev có xác định được đa số người dân Crimea ủng hộ việc quay trở lại nằm dưới quyền kiểm soát của Ukraine hay không. Mới đây, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky thừa nhận, nếu Tổng thống Mỹ Joe Biden từ chối ủng hộ kế hoạch chiến thắng do nước này soạn thảo, Ukraine sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến kéo dài với nhiều thương vong. Tuy nhiên, ông Zelensky cho biết, Ukraine vẫn có kế hoạch B nếu kế hoạch chiến thắng không được ông Biden ủng hộ, Ukraine Pravda dẫn lời ông Zelensky nói: "Nếu ông Biden không muốn ủng hộ, chúng tôi không thể buộc ông ấy. Tổng thống Ukraine nói thêm: "Nếu ông ấy từ chối, thì chúng tôi phải tiếp tục kế hoạch B, một cuộc chiến mà Ukraine theo đuổi cho đến nay, và điều đó thật đáng tiếc. Theo ông Zelensky, Ukraine sẽ có một cuộc chiến rất dài, một tình huống bất khả thi sẽ mệt mỏi và khiến nhiều người thiệt mạng." nếu Tổng thống Mỹ từ chối ủng hộ kế hoạch chiến thắng của Ukraine. Ông cho biết, nói như vậy không có nghĩa là tôi đang đổ lỗi cho ông Biden về bất cứ điều gì. Ông ấy đã có những bước đi mạnh mẽ, mang tính lịch sử khi chọn ủng hộ chúng tôi ngay từ những ngày đầu của cuộc xung đột. Ông ấy đã thúc đẩy các đối tác khác của chúng tôi làm điều tương tự. Chúng tôi ghi nhận đóng góp to lớn của ông Biden về điều đó. Theo ông Zelensky, mục tiêu của kế hoạch chiến thắng là nhanh chóng củng cố sức mạnh của Ukraine và buộc Nga phải ngồi vào bàn đàm phán. Tổng thống Ukraine cho rằng, sau khi sức mạnh của Ukraine được củng cố bằng kế hoạch chiến thắng, Nga có thể chịu thiệt hại đáng kể nếu từ chối đàm phán chấm dứt xung đột. Theo báo Mỹ, kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky dựa trên việc Ukraine nhanh chóng gia nhập NATO và nhận được sự hỗ trợ quân sự lớn hơn nhiều mà không có những hạn chế như hiện nay. Điều này cũng bao gồm việc cho phép sử dụng tên lửa của phương Tây tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Các tên lửa này cũng phải được cung cấp với số lượng lớn. Ở một diễn biến khác, phó cục trưởng cục chính trị quân sự thuộc bộ quốc phòng nga kiêm chỉ huy đơn vị đặc nhiệm akhmat của nga thiếu tướng ati alodinov nói với sputnik rằng lực lượng vũ trang ukraine đã mất hơn một nửa số thiết bị quân sự được sử dụng trong cuộc tấn công vào vùng kursk các cuộc tấn công mới nhất của lực lượng vũ trang ukraine đang gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ từ lực lượng nga điều này đang dần làm cạn kiệt nguồn lực của họ kể từ khi bắt đầu giao tranh ở khu vực biên giới của nga thiệt hại của ukraine lên tới khoảng 16.400 quân nhân 127 xe tăng, 60 xe chiến đấu bộ binh, 95 xe bọc thép chiều quân, 797 xe chiến đấu bọc thép, 497 xe cơ giới, 132 khẩu pháo, 29 bệ phóng tên lửa đa nòng, 8 bệ phóng tên lửa phòng không, 5 xe vận chuyển và nạp đạn, 32 trạm tác chiến điện tử, 8 radar phản pháo, 2 radar phòng không, 17 thiết bị công binh, bao gồm 10 xe phá hủy công binh, một đơn vị giả pháo bom mìn UR-77 và một xe sửa chữa thiết giáp. Mới đây, quân đội Nga đã thiết lập quyền kiểm soát hỏa lực hoàn toàn trên xa lộ Suza, Korenevo, quan trọng ở khu vực Kursk. Đoạn đường này là mắt xích quan trọng trong chuỗi hậu cần của quân đội Ukraine, được tích cực sử dụng để vận chuyển thiết bị và đạn dược đến các vị trí tiền phương. Hiện tại, việc Nga giành quyền kiểm soát xa lộ này sẽ làm phức tạp đáng kể việc cung cấp vũ khí và đạn dược cho lực lượng Ukraine chiến đấu trong khu vực Kursk, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến trình của các hoạt động quân sự. Uleda, thành phố với khoảng 15.000 dân trước cuộc xung đột, nằm cách Bắc Mút khoảng 150 km về phía Nam. Quan chức Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng nhận định kiểm soát Uleda sẽ giúp lực lượng Nga chọc thủng phòng tuyến then chốt của Ukraine tại tỉnh Donetsk, thay đổi cán cân sức mạnh trong khu vực và cải thiện khả năng phòng thủ thành phố Melitopol gần đó. Khác với các thành phố thông thường, Uleda không có những căn nhà biệt lập mà chủ yếu là các tòa chung cư nhiều tầng được xây dựng từ những năm 1960. Điều này khiến nó được coi là một pháo đài thu gọn nhờ chênh lệch độ cao với khu vực xung quanh và các tòa nhà cao tới 27 m có thể được gia cố để làm lô cốt. Những yếu tố này khiến Uleda trở thành mắt xích quan trọng trong phòng tuyến Ukraine ở tây nam Donetsk. Mới đây nhất, kênh Avi Voenkori nhận định Uleda sẽ sớm bị bao vây khi lực lượng Moscow đã vượt sông Kaslagak đột kích về phía tây Uleda, đe dọa hình thành một vòng vây lớn. Những họng kim của Nga nhanh chóng sẽ chặt quanh Uleda. Theo đó, kênh Deep State có liên hệ với Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine GUR đã công bố một bản đồ cho thấy những thành công đáng kể của quân đội Nga trên hướng Nam Donetsk. Lực lượng vũ trang Liên bang Nga RF-AF tiếp tục các cuộc tấn công thần tốc, đột nhập thành công vào trận địa phòng thủ của đối phương xung quanh thành phố quan trọng chiến lược Uleda. Họ vượt qua Uleda và tự tin áp sát gọng kìm bảo vệ lực lượng Kiev. Các đơn vị Nga đang nhanh chóng tiến quân từ khu vực Prechistoka mới được kiểm soát ở phía bắc sông Kaslagach theo hướng đông và đông bắc đột nhập vào các vành đai rừng phía tây Uleda với mục đích phát triển tiếp về phía bắc, tức là các đất hậu cần. Trong khi đó, Calibret Maps đưa tin lực lượng Moscow đã tiếp cận Uleda và có khả năng đã tiến vào thành phố pháo đài. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những thông tin ban đầu cần kiểm chứng thêm. Trong khi đó, tờ The Times cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden khó có thể công bố quyết định cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây sản xuất để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 26 tháng 9 tới, theo một nhà ngoại giao giấu tên thuộc tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, quyết định này sẽ do Mỹ và Anh đưa ra. Tuy nhiên, nhà ngoại giao này nhấn mạnh, vấn đề chính đối với các quốc gia phương Tây trong tình huống này là họ không biết làn danh đỏ của Nga thực sự là gì. Người này cũng nói rằng, mức độ đe dọa từ Nga chưa bao giờ cao đến vậy. Tờ báo lưu ý, quyết định tấn công sâu vào lãnh thổ Nga khó có thể thay đổi cục diện của cuộc xung đột, vì Nga đã rút máy bay vào hệ thống tên lửa, khỏi phạm vi vũ khí do phương Tây sản xuất được sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine. Theo tờ báo, Ukraine sẽ được hưởng lợi nhiều hơn từ việc sử dụng rộng rãi thiết bị bay không người lái tầm xa và tăng cường sản xuất nội địa. Trong khi đó, các chuyên gia quân sự và nhà ngoại giao trả lời phỏng vấn tờ The Times đều chia sẻ quan điểm rằng Ukraine không có cơ hội để lùi lực lượng Nga trong viễn cảnh trung hạn. Về vấn đề này, một nguồn tin chỉ ra rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng sẽ vô cùng khó khăn và đau đớn đối với Ukraine. Trong nhiều tuần, Kiev đã thúc đẩy phương Tây cho phép sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp để tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga. Ukraine cho rằng điều đó có thể thay đổi cục diện cuộc xung đột. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga bà Maria Zakharova cho biết Kiev đang tìm cách lôi kéo phương Tây vào một cuộc chiến toàn diện với Moscow. Bộ Quốc phòng Nga vừa qua công bố đoạn video và cho biết các đơn vị trinh sát thuộc nhóm lực lượng CV phát hiện và phá hủy tổ hợp pháo tự hành 2S3 Acacia của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Zeleny, Syliak. Đoạn video cho thấy máy bay không người lái lan xét của Nga đã nhắm trúng tháp pháo khiến tổ hợp pháo tự hành 2S3 Acacia phát nổ ngay sau đó. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục công bố video về việc phá hủy pháo kéo 105mm L-119 mà Mỹ cung cấp cho Ukraine tại Petropavlovka thuộc Kharkov. Theo bộ này, cuộc tấn công chính xác trên cũng có sự tham gia của máy bay không người lái Lancet của Nga. Lancet là một trong những máy bay không người lái tấn công tối tân nhất của Nga do Zala Aero Group, công ty thành viên của tập đoàn quốc phòng Kalashnikov phát triển với nhiệm vụ trinh sát và tấn công mục tiêu quân sự. Máy bay Lancet được thiết kế nhỏ nhẹ và làm bằng vật liệu composite nên gần như vô hình trước radar phòng không truyền thống. Đánh giá về UAV Lancet, chuyên gia quân sự Nga Alexei Leonkov khẳng định dòng UAV này đã thể hiện hiệu quả chiến đấu cao khi hầu hết UAV được phóng đi đều bắn trúng mục tiêu. Chuyên gia quân sự Alexei Leonkov nói, Lancet là một loại đạn tuần kích, tức là một UAV cảm tử. Nhiệm vụ của nó là phát hiện chính xác mục tiêu và phá hủy chúng. Mục tiêu có thể là các tổ hợp pháo binh, pháo tự hành, xe bọc thép, hạng nhẹ và hạng nặng. Lancet được chọn tùy theo mục tiêu để trang bị đầu đạn khác nhau. Người điều khiển nhắm vào mục tiêu và sau đó điều khiển UAV tấn công chúng. Trước đó, RT đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga vào tháng 8 công bố đoạn video ghi lại cảnh máy bay không người lái UAV Lancet phá hủy một chiếc xe tăng Ukraine ẩn nấp trong khu rừng gần biên giới ở tỉnh Kursk của Nga. Trong thông báo đăng trên kênh Telegram chính thức, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng các đơn vị thuộc nhóm lực lượng phía Bắc của Nga đã phát hiện xe tăng Ukraine trong quá trình hoạt động tình báo. Sau khi phân tích dữ liệu nhận được, lực lượng quân sự đã nhắm mục tiêu vào xe tăng địch. Bộ cho biết đạn tuần kích UAV Lancet đã hạ gục chiếc xe tăng do lực lượng vũ trang Ukraine vận hành bằng một đòn tấn công trực tiếp. Điều này được xác nhận bằng đoạn phim giám sát khách quan thu được trong thời gian thực. Nga đã tăng cường sản xuất máy bay không người lái trên quy mô lớn trong bối cảnh xung đột Ukraine, triển khai chúng trên chiến trường để tấn công xe bọc thép và phương tiện của Kiev. Lực lượng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tham gia giai đoạn cuối của cuộc tập trận quốc tế Fire Thunder 2024 diễn ra tại Litva từ ngày 23 đến 27 tháng 9. Cuộc tập trận này của các đơn vị yểm trợ hỏa lực được triển khai tại ba khu huấn luyện quân sự tại Litva. Đến ngày cuối cùng của cuộc tập trận, lực lượng tiền phương NATO đóng tại Litva và tiểu đoàn 1 của trung đoàn pháo binh số 82 của Mỹ sẽ tham gia cùng với các thiết bị và lực lượng quân sự của mình. Cuộc tập trận nhằm huấn luyện, đánh giá khả năng của các đơn vị trong việc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ hỏa lực gián tiếp, cải thiện khả năng phối hợp giữa các đơn vị yểm trợ hỏa lực của liên minh trong kịch bản tập trận sẽ có bắn đạn thật tại khu huấn luyện quân sự General Sinvestras Zukauskas ở thị trấn Babrat, giáp biên giới với Belarus, Kairiai, huyện Klaipeda, giáp biển Baltic. Còn các chuyên gia điều khiển yểm trợ hỏa lực chung sẽ tập trận tại khu huấn luyện Kazluruda ở tây nam Litva, gần tỉnh Kaliningrad của Nga. Trước đó, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã tổ chức cuộc tập trận hải quân Bontops 2024 do Mỹ dẫn đầu tại cảng Klaipeda của Litva vào hồi tháng 6. Bontops 2024 được coi là cuộc tập trận quy mô lớn tại biển Baltic, có sự hiện diện của 12.000 binh sĩ từ 19 quốc gia thành viên NATO, trong đó quân đội Thụy Điển lần đầu tiên tham gia kể từ khi quốc gia Bắc Âu gia nhập Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. Quân đội Litva cho biết cảng Klaipeda là nơi hoạt động của hơn 30 tàu chiến NATO với hơn 4.000 binh sĩ hải quân hải quân đánh bộ, không quân hải quân và các lực lượng đặc biệt khác của hải quân. Tổng cộng có 50 tàu chiến, 25 máy bay quân sự và 60 trực thăng tham gia cuộc tập trận Bontops 2024. Nguyên soái không quân Johnny Springer, phó tư lệnh Bộ Chỉ huy Không quân NATO tại Ramstein, Đức cho biết Bontops 2024 là sự thể hiện khả năng nhạy bén của các đồng minh NATO trong môi trường an ninh đầy biến động thông qua việc thực hiện những hoạt động đa lĩnh vực để duy trì một khu vực ban tích ổn định. Cách tiếp cận tích hợp này đối với an ninh biển Baltic gửi đi thông điệp mạnh mẽ tới những đối thủ tiềm tàng, ngăn chặn hành vi gây hấn, tăng cường ổn định và bảo vệ các quốc gia thành viên NATO và người dân của các nước này. Quân đội Thụy Điển cho biết cuộc tập trận được tổ chức tại vùng biển xung quanh đảo Gotland, vịnh Riga, vịnh Bosnia và các thao trường ở Thụy Điển, Ba Lan, Đức và Litva. Vào một buổi chiều nóng lực tháng 9, Trung tâm Chỉ huy của Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 15 – nhận được tín hiệu báo động từ tiền tuyến miền Đông. Radar phát hiện hàng chục quả bom lượn của Nga đang ổ hạt rơi xuống các mục tiêu. Một màn hình khác ở trung tâm chỉ huy cho thấy cảnh máy bay không người lái UAV của Nga đang lao về phía một xe tăng Ukraine. Màn hình thứ ba phát hình ảnh từ UAV trinh sát của Ukraine cho thấy các nhóm xung kích Nga sử dụng xe gắn máy, xe địa hình trong một cuộc tấn công. Một chỉ huy Ukraine giấu tên nói với phóng viên báo Anh Financial Times anh có thể thấy cách quân đội Nga áp đảo chúng tôi. Theo Financial Times, đà tiến công của Nga ở miền đông Ukraine bắt đầu từ tháng 8, chung với thời điểm Ukraine huy động hàng chục ngàn binh sĩ tấn công vùng Kursk. Ukraine muốn sử dụng cuộc tấn công để buộc Nga phải rút lực lượng chủ lực ở tiền tuyến miền đông, nhưng điều này đã không xảy ra. Các chỉ huy và binh sĩ Ukraine chiến đấu ở miền đông cho đến nay vẫn hoài nghi về quyết định mang tính rủi ro cao của cấp lãnh đạo. Chỉ huy Ukraine nói với phóng viên tờ Financial Times, Ý tưởng tấn công vùng Kursk là rất hay, nhưng chúng tôi ở đây đang phải trả giá cho điều đó, thậm chí là hàng ngày đang mất thêm lãnh thổ. Chỉ huy Ukraine nhấn mạnh lại với phóng viên báo Anh về tầm quan trọng của hai thành trì Pokrovsk và Minograd, mục tiêu mà Nga đang nhắm tới. Chỉ huy Ukraine cảnh báo, nếu hai thành trì này thất thủ, toàn bộ các khu vực còn lại mà Ukraine kiểm soát ở vùng Donetsk sẽ lâm nguy. Lực lượng của Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 15 nói, quân đội Nga vẫn đang không ngừng thích nghi đưa ra các biện pháp đối phó, những thành công về mặt chiến thuật đang giúp Nga liên tục giành thêm các bước tiến mỗi ngày. Chỉ huy tiểu đoàn số 21 thuộc Lữ đoàn cận vệ Tổng thống, Mikhailo Temper kể lại, việc được huy động chi viện cho mặt trận miền Đông từ tháng 4 năm 2024. Chỉ huy Temper nói lần gần nhất Nga thay đổi chiến thuật tấn công là vào giữa mùa hè. Các lực lượng Nga giờ đây tấn công nhanh hơn, di chuyển cơ động hơn, họ cũng áp dụng cả những chiến thuật mà lực lượng đánh thuê Wagner từng sử dụng. Một binh sĩ điều khiển UAV thuộc tiểu đoàn của Temper, nói bộ binh Nga tấn công đồng thời từ nhiều hướng, khiến việc đối phó trở nên khó khăn. Các lực lượng Ukraine nói, việc ngăn Nga sử dụng chiến đấu cơ ném bom lượn và trực thăng trang bị tên lửa dẫn đường là điều không thể. Phó chỉ huy này nói các binh sĩ của đơn vị đã mệt mỏi vì phải chiến đấu không ngừng nghỉ. Chúng tôi thực sự đã kiệt sức, chúng tôi cần được nghỉ ngơi. Cuối cùng, các đơn vị Ukraine dự đoán thành trì Pokrovsk có thể thất thủ trong 2 hoặc 3 tháng tới chỉ huy lữ đoàn số 68 của quân đội Ukraine, Yuri, nói với tờ Financial Times. Theo tôi nghĩ, Pokrovsk sẽ có kết cục như bác bút. Trong diễn biến có liên quan, cựu trợ lý và từng là cộng sự thân cận của cựu tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Valery Zaluzny, đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga. Nhà chức trách Ukraine thông báo, đại tá Alexander Nikitiuk tử vong ở thành phố Dobropoliye, vùng Donetsk, thành phố cách trung tâm hậu cần Pokrovsk khoảng 29 km về phía Bắc. Đại tướng Zaluny, người đang đảm nhiệm chức vụ đại sứ Ukraine ở Anh, cũng xác nhận thông tin người bạn thân đã thiệt mạng vì tên lửa đối phương. RT dẫn nguồn tin từ các blogger quân sự Nga cho biết, Đại tá Nikitiuk ở trong một tòa nhà được cho là nơi đồn trú của các thành viên lữ đoàn cơ giới số 24. Tòa nhà này bị trúng tên lửa S-300 của Nga trong một cuộc tập kích. Mặc dù các công nghệ hiện đại, trong đó có UAV và các phương tiện tác chiến điện tử, định hình cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng kết quả của nó có thể vẫn phụ thuộc vào việc liệu bên nào có thể duy trì việc sử dụng các hệ thống pháo. Cả hai quốc gia đều chủ yếu dựa vào học thuyết quân sự thời Liên Xô, theo đó nhấn mạnh đến vai trò của pháo khi Nga phóng khoảng 10.000 quả đạn pháo và Ukraine phóng 2.000 quả đạn pháo hàng ngày. Kể từ khi xung đột nổ ra, Ukraine đã đầu tư vào việc phát triển khả năng tự sản xuất đạn pháo cỡ nòng 155mm. Cố vấn Tổng thống Ukraine Oleksandr Kamysin thông báo, Kiev đã bắt đầu sản xuất hàng loạt đạn pháo cỡ nòng 155mm, mặc dù thông tin chính xác về cơ sở sản xuất này không được tiết lộ. Trong khi cơ sở trên chỉ sản xuất số lượng đạn pháo hạn chế, thì khả năng của nó dự kiến sẽ tăng gấp 3 lần vào cuối năm nay. Ukraine cũng thông báo đầu năm rằng họ có một thỏa thuận với công ty Đức Rheinmetall để phát triển các cơ sở sản xuất đạn pháo cỡ nòng 155mm. Khi hoàn thành, những cơ sở này dự kiến sẽ sản xuất đủ đạn pháo để duy trì mức độ sử dụng của Ukraine hiện tại. Đạn pháo cỡ nòng 155mm sản xuất trong nước của Ukraine được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn của NATO, chẳng hạn như chúng có thể được phóng từ các lựu pháo do phương Tây cung cấp. Trong đó có M109 của Mỹ, AHS Krab của Ba Lan và AS90 của Anh. Ngoài ra, Kiev cũng được cho là có thể sản xuất đạn nổ mạnh tiêu chuẩn và đạn mở rộng tầm bắn đạn dược sẽ trở nên vô ích nếu không có hệ thống triển khai. Do vậy, Ukraine đang nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào lượng pháo do phương Tây cung cấp. Sau khi Nga sắp nhập Crimea năm 2014, Ukraine bắt đầu nỗ lực tự sản xuất lượng pháo tự hành, trong đó có 2 S-22 Bodana. Đây là một hệ thống pháo cỡ nòng 155mm với tầm bắn 40km, sử dụng đạn tiêu chuẩn và tầm bắn 50km, sử dụng đạn mở rộng. Ukraine chọn khung gầm của bánh xe cho hệ thống này tận dụng các xe tải quân sự KRAZ-6322 sản xuất trong nước. Cần phải lưu ý rằng, đạn pháo cỡ nòng 155mm thường sử dụng cho pháo hạng nặng theo tiêu chuẩn NATO, trong khi đạn pháo cỡ nòng 152mm được sản xuất theo tiêu chuẩn Liên Xô. Sự dịch chuyển trên đã phản ánh mong muốn của Ukraine trong việc phối hợp tốt hơn với các tiêu chuẩn quân sự của NATO, tạo điều kiện để tích hợp hậu cần và chiến lược trơn tru với các khuôn khổ quốc phòng phương Tây trong khi Ukraine có khả năng sản xuất đạn pháo cỡ nòng 152 mm, thì các lựu pháo sử dụng là từ kho vũ khí thời Liên Xô. Ngoài ra, do cuộc xung đột hiện nay, nên Ukraine không thể mua được lựu pháo mới cỡ nòng 152 mm từ Nga, nhà sản xuất chính những hệ thống này. bất chấp sự dịch chuyển để tích hợp với các trang thiết bị theo tiêu chuẩn NATO, động thái của Ukraine khi tự sản xuất các hệ thống pháo và đạn dược cho thấy mong muốn giảm sự phụ thuộc và sự hỗ trợ quân sự từ phương Tây. Từ năm 2014, các quốc gia NATO đã cung cấp cho Ukraine các hệ thống pháo cùng với đạn cỡ nòng 155mm. Pháo là phương tiện không thể thiếu trong chiến thuật và chiến lược phòng thủ của Ukraine. Đầu năm nay, những trì hoãn trong sự hỗ trợ của Mỹ đã dẫn đến tình trạng thiếu đạn pháo cỡ nòng 155mm của Ukraine, từ đó cho phép Nga đạt được thành quả đáng kể, đặc biệt là việc kiểm soát được Adipka. Vì thế, khi xung đột kéo dài, Ukraine sẽ thấy lợi ích của việc giảm sự phụ thuộc vào phương Tây và tăng cường khả năng tự sản xuất. Trong khi khả năng sản xuất đạn pháo trong nước có lẽ không đảm bảo chiến thắng cho Ukraine, thì việc thiếu đạn pháo có thể khiến Kiev thua trong cuộc xung đột này. Vì vậy, nỗ lực tăng cường sản xuất lựu pháo và đạn dược cỡ nòng 155mm vẫn sẽ tiếp tục đóng vai trò then chốt trong chiến lược của Ukraine.